Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này với máy tính Casio. Đầu tiên á, mình sẽ vẽ hình ra cho dễ hình dung nha. Cả hai cục này đều cùng nằm trên một cái hình tròn tam 00 bán kính bằng 2. Chúng ta biết ở đây là Z nè. Ở đây là W. Và chúng ta biết khoảng cách từ Z cho đến W cũng bằng 2. Thì điều này chứng tỏ cái hình tam giác này, nếu chúng ta tô màu lên nha, cái này cũng là bằng 2 nè, tại vì do là bán kính, cái này cũng là bán kính luôn. Và cái này cũng là bán kính. Và cái cục này nè cũng bằng 2. Cho nên cả ba cạnh đều bằng 2 hết. Điều này chứng tỏ đây là một tam giác đều. Thì góc ở đây bắt buộc phải là 60 độ. Như vậy, có nghĩa là Z cách W một góc 60 độ. Và từ đây chúng ta dùng máy tính Casio. Và bây giờ chúng ta nhấn số 0, Storage cho chữ X, để X chạy ở vị trí ban đầu là số 0. Chúng ta nhấn Shift, Setup, chọn số 2, chọn số 1, để hiển thị 5 độ, 10 độ, 20 độ. Chúng ta nhấn vào đây, chọn số 2, và chúng ta viết y chang cái cục này vào. Volume của Z chúng ta bằng 2, chúng ta sẽ có 2 shift góc alpha x trừ cho y. Nhưng với lại cái W gạch đầu thì chúng ta vào đây, option, chọn số 2. Và chúng ta ghi 2 shift góc, mở ngoặc ra, alpha x cộng với lại 60. Tại vì W cách Z một góc 60 độ. Chúng ta nhấn alpha 2 chấm. Alpha x, alpha bằng alpha x cộng 5. Số 5 ở đây có nghĩa là mỗi đơn vị của x cách nhau 5 độ. Và tương ứng với mỗi giá trị của x, chúng ta sẽ có giá trị của y. Và chúng ta nhấn vào đây. Thì chúng ta có x bằng 0 là giá trị ban đầu chúng ta đã đặt. Chúng ta nhấn dấu bằng. Thì chúng ta có 1.035276 là giá trị đầu tiên. Bây giờ để đi tìm là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Và bây giờ chúng ta nhấn dấu bằng để đi tìm hai giá trị đó. Thì chúng ta thấy rõ nó đang đi xuống. Thì chúng ta có số 0. Chúng ta có số 4, rồi nó đi xuống lại. Quay lại số 0, sẽ đi lên lại. Và nó quay lại giá trị cũ. Như vậy, giá trị lớn nhất ở đây chính là số 4. Giá trị nhỏ nhất ở đây là số 0. Đáp án của B. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.